Chào cậu ba. Chào hai cậu. Dạ chào dì. Ủa, các bạn ngồi đi. Chà, bữa ăn thịnh soạn vậy sao? À chú ơi, vợ con đâu chú? Dạ, từ sáng tới giờ mợ Hân ở dưới bếp á, đích thân mợ tự tay làm các món này cho cậu. Bây giờ để chú mời mợ lên nha. Chú đi đi. Dạ. Em đây. Đồ ăn nhìn thịnh soạn quá ha. Dạ, chào hai cậu. Xin giới thiệu với hai cậu, đây là Hân, vợ tôi. Chào cô Hân. À, còn đây là Tú và Hùng. Chào cô. Là bạn của anh. Chúng tôi mới biết Vịnh Đức cũng được gần 2 tháng, khi chúng tôi dạy chung tại trường mỹ thuật ở Sài Gòn. Cậu ấy không hề tiết lộ cho chúng tôi biết là cậu ấy đã có vợ. Hôm nay về đây, chúng tôi mới biết là tại sao. Cậu sợ mất hay sao mà giấu dữ vậy? Thôi, mời hai bạn ngồi. À, mời. Thức ăn nhìn thiệt là ngon, nhưng mà thú thật thì tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Dạ, cậu Tú nên dùng trước món gà luộc chặt sẵn, ăn với muối tiêu chanh. Kế đến là món cá chân tương. Sau khi đã lưng bụng thì ăn thêm chén cháo gà là sẽ tròn vị. Thời buổi bây giờ mà có quý phu nhân chịu vào mà làm bếp như vậy, cô Hân thật là đảm đang. Dạ, cậu Hùng quá khen. Cũng phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chứ một mình tôi cũng khó lòng mà làm xong hết được. Dạ, xin mời mọi người dùng thử. Thôi, mời.